Chào các bạn, trong video này mình sẽ so sánh hai cái loại em bé kẹp gần như là anh em với nhau, giống nhau, dường như là rất là giống nhau. Đây thì cái vỏ bề ngoài nó là giống nhau nè, cái vỏ thì chúng ta không thể phân biệt được luôn các bạn, thì cái vỏ nó quá là giống nhau, không thể phân biệt được luôn ha. Còn về cái chức năng bên trong thì khi mở ra người ta sẽ biết. Thì đối với cái loại 3266TA đó, TA nè, đó, đây còn đây là 3266TD các bạn nha, TD, đó, cái TD và cái TA thì sẽ giống nhau và khác nhau như thế nào thì mình sẽ nói trong video này. Thì đầu tiên thì mình đang bán hai cái này, thì cái TA là giá là 200.000, còn cái TD á, thì giá nó là 250, có nghĩa là nó cao hơn 50.000, để xem coi cái việc mà cao hơn 50.000 đó nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Rồi về các phụ kiện kèm theo thì cái 3266TA nó chỉ có một cái cặp que đo kèm theo thôi, còn cái 3266TD nó sẽ có thêm là một cặp que đo nhiệt độ đó các bạn, tại vì nó có thêm chức năng đo nhiệt độ nữa nha. Đó, có thêm một cặp que đo nhiệt độ nữa đó. Rồi cũng có theo là một cái túi bằng như này, hai bên đều có là cái túi giả như này, rồi sách hướng dẫn tiếng Anh, sách hướng dẫn tiếng Anh nha các bạn. Rồi mình sẽ dẹp mấy cái phụ kiện này qua một bên đi, mình sẽ hướng dẫn mình so sánh về cái máy thôi. Đầu tiên là về cái sự giống nhau ha, đầu tiên là về cái sự giống nhau của hai cái máy này. Giống nhau là về mẫu mã, kích thước nó giống như giống nhau bạn ha, nhìn đi hệt, nhìn nó rất là giống nhau nè, trước sau gì đó cũng khá là giống nhau. Nó đều dùng cho là hai viên pin 1,5V 3A các bạn, pin rất là dễ tìm nên nhiều bạn sợ hết pin, không biết pin, mua pin ở đâu á, thì chúng ta cứ yên tâm, pin này rất là dễ tìm các bạn nha. Pin này đây là cục pin của nó, đây giống như vậy nè, đây pin 3A các bạn, đây các bạn thấy nè, có ba chữ A 1,5V nha. Rồi bên này rất dễ tìm, ở đâu cũng có đó, đây nhìn khá là giống nhau các bạn, hình như không phân biệt được luôn nha. Nếu nhìn mặt sau thì như không phân biệt được, nhìn mặt trước thì phân biệt được tại vì có tên ha. Loại này đều có chữ R các bạn nha, đây mình bán đều có chữ R, ở chỗ nào có tên nữa bạn cứ yên tâm. Khi mở lên đó thì chúng ta thấy là cái chữ EF bên đây thì nó lệch trái, bên đây thì nó ở giữa các bạn nha. Ở dò điện 220, dò thử ra đây đó, ok chưa, tại vì mình đang để ngang á, để chút đúng chiều nó sẽ đi kêu mạnh hơn nè, đó chưa, đó ok chưa, đúng chiều sẽ kêu mạnh hơn. Còn về sự khác biệt nha, nó sẽ khác biệt các bạn chú ý nghe nha. Sự khác biệt thì cái loại 3266TD này sẽ đo được thêm, đó là đo tụ tần số nhiệt độ các bạn nha, ba chức năng này nó sẽ đo được thêm là tụ tần số nhiệt độ đó, rất là khá là ba chức năng mà 50.000 thì chúng ta nên thêm 50.000 để mua đúng không ạ, đó ba chức năng đo tụ, thêm chức năng đo tụ, đặc biệt là đo tụ nha. Đó còn cái bên đây chúng ta không đo được tụ đâu ha, cái TA này giá nó 200 nhưng mà không đo được, đo được tụ ha. Rồi sẽ tiến hành mình cắm điện vô, mình đo thử coi nó có sai số chênh lệch gì nhau không mọi người nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ thử đo điện xoay chiều, điện 220 nè, thử coi coi nó có khác nhau không, ra kết quả như thế nào các bạn. Ok sẽ đo nha, đây 230V các bạn, wow, đây bên đây hiện tại lên tới là 230V. Mình sẽ cắm thử bên đây mình đo coi nó hình giống gì không nha các bạn, 230V không nha. Rồi ok mình sẽ tiến hành mình đo thử đây. Rồi đây, khá là giống nhau các bạn, đây 231V, hai bên thì 231V, khá là giống nhau, không chênh lệch gì nhiều các bạn nha. Ok, hai cái máy này đo ra khá là giống nhau đó. Mình sẽ thử mình đo bình coi, coi cái bình này coi nó ra giống nhau không nha. Cái này coi ra bao nhiêu? 12,66V ha. Rồi ok, thử bên đây coi ra bao nhiêu. Mình sẽ bật lên. Mình cắm nhầm que các bạn. Mình cắm ngược rồi, hàng chi nó ra ngược đây, cắm lại cho đúng nha. Đối với đồng hồ số thì ta cắm ngược cũng không phải không cũng không sao các bạn, chỉ có dấu âm thôi chứ không có gì hết, bình thường. Đây
12,71V. Ok, có sự chênh lệch nhưng mà không đáng kể. Chênh lệch chỉ là 0,1V thôi các bạn. Chênh lệch chỉ là 0,1V thôi. Ok, không đáng kể gì mấy ha. Mình sẽ tiến hành thử một con điện trở các bạn nha. Đây, một con điện trở 39kg để coi hai bên này nó đo ra bao nhiêu. Mình sẽ chỉnh qua thang đo điện trở nè. Đối với cái 3266TD á, chúng ta phải là như này ha. Là chủ đang ở thang đo volt một chiều đúng không? Chỉnh qua điện trở nó phải chỉnh qua đây. Đó, chúng ta mới đo được điện trở. Đưa vô coi nó ra bao nhiêu. 39kg coi đo ra bao nhiêu các bạn nha. Đây, 38,5. Mình sẽ giữ số lại nha, 38,5 các bạn nha. Coi, thử coi. Bên đây coi nó giống không nha. Ây da. Đây, mình sẽ đo coi con này là ra bao nhiêu. Bên đây sẽ ra bao nhiêu. Đây, bên này ra là 38,4. Bên đây ra 38,5. Ha, cái chênh lệch nhau 0,1 cũng không phải là đáng kể ha, bình thường các bạn nha. Rồi, mình sẽ tiến hành đo chức năng chính, đó đo ampe. Đo ampe coi nó có chênh lệch gì nhau hay không các bạn nha. Đây, đo ampe. Đo ampe của cái đèn này coi nó ra bao nhiêu ha. Đây, mình sẽ kẹp vô một trong hai cọng này để mình đo. Mình sẽ chỉnh cái hàng đo ampe. Ok, mình sẽ bật đèn lên. Rồi, mình sẽ lấy cái này mình che lại cho nó không có bị chá cái mà điện thoại nó quay nha, đang quay. Rồi, mình sẽ đo bằng cái máy bên đây trước, máy TD trước ha. Mình sẽ bật đèn nền lên. Rồi, mình đo có ra bao nhiêu. Đây, ra là 0,24 các bạn nha. 0,24, ok, mình giữ lại. Rồi, bên đây mình đo có ra bao nhiêu. Sẽ bật đèn nền lên. Đây, 0,265. Ok, ra tới 3 số, mình đã chỉ ra có 2 số rồi. Tại vì bên đây đến bên đây tự nhận diện, còn bên đây mình chỉnh qua cái thang này qua nên nó mới nhận diện như vậy ha. Sẽ tiến hành mình tắt cái đèn đi, nóng các bạn. Rồi, đây có sự khác biệt ra 0,24 với 0,265 thì trên lệch rất ít thưa bạn. Trên lệch là rất ít, 0,24 không phải con số nào, vậy là trên lệch tới 0,02 thôi, rất là nhỏ ha, rất là nhỏ, nên cũng mình nghĩ là cũng không phải vấn đề. Vấn đề chính ở đây á là cái TD này, cái TD này ta sẽ đo được thêm là tụ nè, tần số nữa, đo tụ. Dù các bạn muốn sửa cái quạt đi, các bạn muốn sửa cái quạt, các bạn muốn đo con tụ quạt này thì đối với cái TD chúng ta sẽ đo được, nó chỉnh qua đây chúng ta đo được. Còn cái TA không đo được các bạn nha. Dụ con tụ này tụ 1,5mm nè. Mình đo coi ra bao nhiêu các bạn nha. Tụ 1,5mm nè, mình đo coi nó ra là đó là 1,5 thấy không? Ok chưa? Đo tụ nè, nó sẽ đo được tụ nè. Rồi đo tần số nữa các bạn. Chỉnh dụ mình chỉnh qua thang đo tần số nè, đó. Đây, lên 50Hz các bạn nha. Đây, chức năng đo tần số là chúng ta lên 50Hz ha. Mình chỉ đi dùng một que đỏ mình đo thôi. Lên 50Hz nè, đó. Ok chưa? Hoặc là ở chức năng NCV, thang NCV đúng không ạ? Thang NCV, chúng ta sẽ dùng một cái que đỏ này, chúng ta chọt vô điện. Đó. Nó kêu đúng không ạ? Bên đây chọt vô không chia gì hết, bên đây chọt vô kêu. Thì chứng tỏ lại bên đây cái ổ bên đây là dây pha. Hay lỡ chỗ bên nào kêu á, bên đó là dây pha, còn bên không kêu bên lên đó là dây trung tính, là dây lạnh đó. Đó, dây pha là dây nóng nè, để chúng ta bắt cầu chì, cầu dao vô nè. Đó, ok chưa? Thì video so sánh này của mình tới đây là kết thúc. Thì các bạn nghĩ là chúng ta thêm 50.000 vô để chúng ta lấy cái TD nó có xứng đáng hay không? Theo mình là rất là xứng đáng các bạn nha, các bạn nên luôn á. Nên luôn các bạn nha, theo mình là nên luôn nha. Nên thêm 50.000 vào để lấy cái TD chứ thay vì đừng có lấy cái TA. Hoặc là bạn nào thích TA lấy tùy. Theo mình nên ta nên thêm 50.000 vào ra 250 để lấy cái TD này. Dùng được nhiều chức năng hơn và nó cũng như là đo được tụ nữa, đó là chức năng quan trọng một người sửa đồ điện, tụ là rất là quan trọng nha. Rồi, video mình tới đây kết thúc, bạn nào thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào các bạn.